Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ review cái căn hộ mình đang ở, căn hộ Vinhome một phòng ngủ B4 nhất Việt Nam nha. Đó thì thường thường là khóa thông minh nhưng mà mình xài tay bằng cơm cho nó khỏe. Thì trong này là nó có một cái nhà vệ sinh mà nó hơi bị dơ dơ nha. Ở bên này là có một cái phanh dối này. Đây là con heo mình bỏ để dự phòng khi khó khăn này. Thì đây là một cái phòng cổng. Ở đây là một phòng ngủ. Trong phòng ngủ mình để một cái laptop, đồ đạc luôn lúc sẽ tung. Ở trong phòng ngủ là nó có gắn cho mình một cái máy lạnh nha. Thì đi ra lại ở ngoài này là có một cái bếp, mình không có quay gần tại vì nó dơ. Ở trên này là mình nối cái đường màng xuống này. Bên này mình để một cái tủ lạnh. Đây là cái góc mà mình hay quay video cho các bạn này. Video này là, đây là cái chỗ mình gắn cái camera này. Đây là cái mic đó, thì nó có điện thoại rồi tùm lum, bánh kẹo rồi tùm lum này. Bên này là có một cái tivi, một tivi. Bên này có một cái màn hình, có một cái PC này. Đó, dưới này là đồ, bên này có cái quạt rồi, nó cũng điện iPad rồi, lại thêm một cái laptop nữa nha. Mình xài từ 4 cái laptop đó. Thì đây, thì ở đây là có một cái màn hình thông minh này. Khi nào mà người người ở dưới tầng trệt ra người ta gọi lên hoặc là ở ngoài kia người ta gọi vô thì nó sẽ đổ chuông ở đây nhé. Ở đây có thêm một cái máy lạnh này. Ở ngoài này là cái ban công nha. Thì giờ này là khuya rồi nên không có nhà nào. Đó, thì mình quay cho vui thôi. Giờ video này không phải là kiếm tiền ít ít.